once again. Gặp như dưới quê á, nó làm cái vợt mấy người đi xúc cá gì Vinh rồi đó. Nó đi bên An Sơn nó thả cá bành bành không? Thôi được quá bay ngồi hết. Xích cái mỏ luôn. Dính rồi xích cái mỏ luôn. Cá được cá chê nửa ký câu cái đi về nhậu luôn. Chợ á. Rồi. Chợ rồi. Rồi. Chậu dính đi chợ mua luôn. Hết rồi rồi. Đây là dính mấy cá nhỏ nhỏ rồi. Cá đẹp quá trời. Đây nó đặt lú quá trời luôn. Câu đông quá. Thế là dính cá bự chứ. Đó là dính con. Cá này dạng em bé.
nó ghẻ màu. Làm mồi rất chuyên nghiệp luôn. Trong cái lú đó cá nhiều, nó vô trong đó quá trời đó. Dính cá rồi. Rồi cá lớn cá nhỏ mà. Đó cái người đó mà đang giấy để mà phóng trên đó mọi người. Ở đây này mấy người này ta câu. Người câu người phóng xanh. Này đi qua bên kia sông, bên đó là một Củ Chi kia các bạn. Đây là Bình Dương, bên kia là Củ Chi. Đây đi phà cũng được, đây là cái bến phà chợ thủ các bạn. Đây đi phà cũng được, mình thích bên kia đi cầu Phú Cường cũng được. Đi lên dòng bên kia còn đi qua cầu Phú Cường. Đi qua cầu Phú Cường thì không phải đi qua phà. Xích lại chút xíu rồi coi người ta phóng xanh như vậy. Câu dính khá là thả gì câu. Cá chép bự. Cá nổi lên một chút rồi. Rồi mới thả. Cá lóc nữa gì đó. Thank you.
Còn cá bự quá ha. Dép này nước ấy nó mới sống. Lóc cá chê bự bự. Cái người kia nó mới thả. Ta thả cá nhỏ rồi, bên kia ta thả cá bành bành, bên đây sơn. Cái này đi bển thì ta thả nhiều. Dạ. Đi chút đi. Cơm no rồi thì đi đâu cũng được. Đi qua bển quay mấy người ta đang thả cá. Rồi đi qua bển chắc ta thả rồi. Người ta đang thả cá. Chờ qua tới rồi. Kia người ta cũng đang câu nên cầm cái vợt, cái cá nào mà lờ đờ là xúc liền nó nhanh hơn câu. Con này chuẩn bị đi phóng sanh luôn. Đây là phóng sanh cá nhiều lắm nha các bạn. Chỉ đi dưới cặp với sông. Cá lội lên cũng nhiều cá nổi. Phóng sanh cá nhỏ nhỏ. Xuống nó rất bọc cá đó, xuống giữa sông rồi thả phóng sanh. Mấy người kia lại đi chuồng kia vỏ chạy ra sao rồi kia vớt cá. Phóng sanh nữa.